Các bạn nha, hôm nay mình bơm sình nha các bạn, bơm bùn nha các bạn, nhà của con Khoa nha các bạn. Sáng nay kéo dèo nên bắt cá rồi, rô bự quá trời luôn. Bự 3-4 con, 5-6 con gì bỏ đây coi. Trời ơi, nó nẹt vô tay đâu á. Má ơi, này y như người ta nuôi vậy trời. Mình nuôi mà bự vậy là hay lắm. 2 con ký khỏe này, đầu này đầu nhím đâu phải đầu vuông ta. Dạ nhìn nó nẻ không, chết mẹ luôn á, nẻ không tự nhiên mới đẻ ông nội ơi. Ôi nó bự kìa. Ừ không, người ta Dũng luôn luôn đạt 1 và Dũng 2 đợt bự rồi, bắt gì nhỏ nào. Con nào bự bắt. Đó, nào bụng nào bụng bự bự đó, nó tướng ăn. Ừ. Nhưng nó có đẻ đâu. Nó ngoái mà. Con đó nó bị gì ta sao nó ẩn vậy kìa. Có tạc cái gì á. Nó chích điện vậy. Đó, nó ẩn cái đầu rồi đó. Nè, thấy con này được rồi. Ôi ôi trời. Chết rồi Khoa, nay tao biết mày có cá rồi Khoa ơi. Ghẹo nó mốt nó vô thấy rồi, vô bỏ mưa kia vô đó lụm con cá lại chứ gì. Rồi thả lại rồi các bạn ơi. Khoa vô tình nay có lý rồi ơi, có mồi rồi. Khoa giục cây lên nè, giờ nó giục lên con gắn dây cá rồi ơi. Chặt đầu ha, má nó rút tướng ngắt hả. Ủa mà nó gịch gì vậy hả? Xong. Cá. Con này chắc 300 gram được nha bạn. Rồi có mồi luôn. Nay tính quay clip ẩm thực, ngày ngờ có clip săn bắt luôn. Đó. Đó mày dạ. Cá. Dạ. Lụm. Còn sống nội ơi. Ủa nó còn sống cái đầu nè. Để cắn còn sao, sợ gắn thấy mẹ luôn à. Rồi hiện tại mình đang bơm nước cho cạn, là mình bơm bùn mà bắt cá nha các bạn. Cho máy chạy bơm nước ồn, ồn các bạn thông cảm nha. Chết á, nuôi mày liệt chục con ăn hết luôn á. Còn cái nịp nó trống á, ngồi đi. Đục quá. Hay vậy. Khùng khùng liệt dính nhiều dữ ha. Ăn ở. Cỡ bạn đợi cho nước cạn rồi mình bắt cá nha bạn. Rồi. Khoa bắt cá rồi bạn. Cho lên YouTube luôn. Yeah. Hai bữa lên YouTube coi nghe Khoa. Có hồi nãy mới bắt sảy con mà phóng luôn mà. Dính rồi đó, dính rồi đó, dính rồi kìa. Thôi đâu vậy? Đó, vô rồi đó. Được. Trời ơi, nó trúng nó con gắn rồi. Không thấy gì mấy hộ hoài hả? Đây là lấy cái hào bự ngoài, lấy cái nồi bự ngoài kinh đường đã. Rồi xong vô mặt ông trời. Ông chửi con rồi. Chửi cho ông bắt mình. Giận không luôn. Đó. Nè, đổ nè. Đổ nó đổ được không? Ừ. Chửi mũ. Khùng khùng cái mắt hay ta. Còn đều dớt cái này tự nghe chưa? Ừ. Còn mày dục nghe cá chạy luôn rồi. Đâu có ông bợ sẵn rồi chứ. Bài. Dễ ăn nữa lắm. Nè cá thao nè. Thao bỏ vô nhảy ra hết. Kìa lấy bỏ kìa đưa cho. Lấy gửi hành bố ngoài nhà thúc á. Để nằm xuống cái chấn vô cái góc á. Nằm xuống lùa nó vô cái hút lên.
Con này con nói chắc có 2 kg không ta? Sáng lên hai con này nè. Này này đã mập. Con này dài, cái này hai mập là 2 kg khỏe. Chết mẹ rồi. Rồi dính vô giò. Có sao không? Giải máu gì hả? Coi. Cái gỗ đó mục rồi. Mày nằm im à. Mày nhúc nhích tao cho mày. Còn cá bóng đã các bạn ơi. Nó dây bổ rồi, để hỏi nó tung nó. Bị chạy cháu. Ôi được rồi. Ừ, rửa con nào con nó đi. Rửa con. Rồi. Con vừa vừa thôi. Bự dai lắm. Dạ. Vừa thôi con đó bự rồi. Thôi để từ từ, hồi lỡ con nào nó nhảy đừng đa anh tày hả bắt nó. Thấy mấy con nó bị rớt tày hay thả nó bị ghẻ. Thường hả? À? Quá, con này đã. Ôi. Chắc còn nhiều. Còn nãy thấy chạy nhiều. Bắt cho đẹp đẹp lên mạng các em. Đó, cá dột kìa. Dớt mưa, giỡn mưa vô đó. Còn ra ngoài trơn rồi. Ê, trời ơi. Thiên nguyên cái bội luôn. Có bệnh, có bệnh, bệnh. Rồi mình kết thúc clip đây, mình phụ bắt cá nha các bạn. Mình phụ bắt rồi, hồi nè bơm cạn đi rồi có sót con nào mình quay lại các bạn xem nha. Tại cá nuôi thì tác địa bắt thôi chứ không có gì vui bạn. Không có gì thú vị bạn bằng bắt cá thiên nhiên nha các bạn. Bạn xem nhớ ủng hộ kênh mình nha. Cho mình một like, một chia sẻ video, lượt đăng ký nha các bạn. Rồi kênh mới bắt được cái giọt. Đây. Đưa đây. Tao có một tay hả cha ơi, một tay cầm điện thoại rồi. Ê, ê. À, các bạn ơi, do trời mưa quá không có lên bờ quay cái công đoạn bằng cá các bạn. Chim không? Nhà cá bắt lên nấu cháo nha các bạn. Người ta sạc cá sạc chiên xù các bạn, với con rắn hồi sáng thì xào lá cách nữa. Chim. Chim sầu. Cái cha nó dày lắm nè. Dạ. Cái bà bảy cá đâu ta này cho ăn mít, ăn mít với bảy nữa. Rau rồi không nha bạn. Thịt nó rất là ngon. Rồi tắt đi. Rồi tắt đi, vô đi tới quận không uống quay hoài. Rồi bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.